Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutichambi Buddhang Saranang Gacchami Dutichambi Dhammang Saranang Gacchami Dutichambi Sanghang Saranang Gacchami Tatichambi Buddhang Saranang Gacchami Namo tassa bhagavato Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Ti Kamesumicca chara veramane sikkha padang samadhiyami Panatipata Veramani sikkha padang samadhiyami Adinna dana Veramani sikkha padang samadhiyami. Các chúng sanh được sanh vào cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lâm nha. Dạ, mô Phật. Một lần nữa con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư tôn đức tăng. Kính chào thầy kinh, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Bây giờ mời một vị lên sám hối ba ngôi Tam Bảo rồi thỉnh pháp sư nha. Kính chúc quý vị thính pháp được an vui ạ. Mô Phật. Nam Mô Bích Thoa. Dạ, dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Uttamange na vande hang ba da bang su va uttamang putthe yo kalito do so Buddho Dhammadutang Mamang Uttamang Yena Vandehang
tham mang cha du vi tham qua răng tham mê yo khai tô đô sô tham mô ma tu tăng ma mang uất tham mang ghe na văn đề hăng sang khăn cha du vi thôn sang khê yo khai tô đô sô sang khô khai ma tu tăng ma mang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ cư hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con và kính cảm ơn anh Mỹ đã thọ trì đã đại diện đạo tràng thọ trì tam quy và ngũ giới. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma de sanaya chanagatha Brahma chaloka tipati sahambati katanjali antivaram aya chatha Santi tasakta paracakka chatika deise tu thammang anukambimang bacang Sakthamma perin vinayan chakayan suttan chabantham apitham macammang Aku ayanto chatusak chadandang bappo taneye barisa yamatche. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính kính cung thỉnh thầy kinh. Dạ, từ vi hoan hỷ cầm mic để thử âm thanh và cho chúng con bài học này ạ. Dạ, con kính gửi mic lại cho thầy. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. À, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong room. Dạ, thân chào tất cả quý vị, nghe rõ không? Ok, rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếp phần sắc pháp và chương trình cũng giống như cũ ha. Đầu thì nó chia nhau đọc cái phần Bali rồi sau đó chúng ta vô bài. Và kính thưa quý vị, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau thành tâm đảnh lễ tam bảo tam tát. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi supatipanno bhagavato sāvakasangho sanghaṃ namāmi Sama Sambuddhammatulang Sasattham Aganuttamang Abhivadipasang Abhidhammatasang Gahang. Kính lễ chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý vị. Rồi, bắt đầu chúng ta bước vào bài học. Mời cô thư ký, bắt đầu thư ký cho bài lên. Mời tất cả quý vị cùng nhau thay phiên nhau đọc ha. Rồi, xin mời tất cả. Nam mô Phật Thà, Giá Nam mô Tâm Mà, Giá Nam mô Sang Khà, Giá. Dạ, con kính lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Quý Sư, con kính lễ kính chào Thầy Kinh, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc bài. Rupa Sangaha Vipago Phan Tất Sắc Pháp Rupa Samudde Sắc. Đoạn 1. Xin lỗi. Rupa Samudde Sắc liệt kê các sắc. Đoạn 1.
chattari mahabhutani chatunyang cha mahabhutanang upadaya rupanti tuy hằng bề tầng rupang ekasa vite nasangahang gacchati. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sanh. Hai phần này gồm 11 loại. Các tầng 1. Patavi dhatu apo dhatu tejo dhatu vayo dhatu putarupam nama. Bằng cách nào? 1. Những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra. Đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền. Nước, nguyên tố nhiệt, lửa. Và nguyên tố di động, gió. Chắc khu sô tăng gà năng vi trà cà dô bát xà đát rù bằng nát mát nà mát. Những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rupang sado gando raso apoda tuva chittang buddhataya sankhatang potapancha gochara rupang nama. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước, có đặc tính làm dính liền. Ittatang rupisatang bavarupang nama. Những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và nữ tánh. Hadaya Hadaya vattu hadaya rupang nama. Tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc y vật. Dạ, con xin hết. Mời vị kế tiếp ạ. Con xin xuống mic. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn nha nhường. Dạ, con xin đọc bài đoạn 2, 6. Chỉ quy tình ri dàng, chỉ quy ta rù bằng nà mắt. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sắc mạng quyền. Kabali ka ro a ha ro a ha ra ro bằng na ma. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Iticha attha rasa vitam be tang safa wa ro bằng salakkhana ro bằng nip phần na ru bằng ru ba ru bằng sam ma sa na ru bằng ti cha sằng ga hằng gách cha ti. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại: a, theo những đặc tính cổ hữu của nó; b, theo những tướng tiêu biểu của nó; c, như được cấu tạo do nhân duyên; d, như luôn luôn biến đổi; e, như thích nghi để suy niệm. 8. A ka satha tu barik che daru bằng nà mắt. Tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. 9.
cà gia quỳnh nhát ti quá trì quỳnh nhát ti quỳnh nhát ti rù bằng nà mắt. Tính chất truyền thông của sắc pháp tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. 10. Rù bát sa la hu tà mu du tà cầm mạnh nhá tà quỳnh nhát ti đòa dằng. Quy cà ra rù bằng nà mắt. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu tri. 11. Rù ba sa u ba cha yo san ta ti cha ra ta anik cha ta lắc khana rù bằng nà ma. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự khởi sanh, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Chà ti rù ba mề wa ba net tha u ba cha sằng ta ti nà mề na ba vô chất tì ti ê. Cà đa sa huy thầm bề tàng rù bằng a tha huy sa ti huy thầm. Hồ ti sa rù ba wa sề na. Nơi đây, đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28 tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic. Dạ, xin mời Hà. Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Nam mô Bích Thầy Giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn. Rupa Sangaha Vipago, phân tách sắc pháp. Dạ, không biết đạo tràng nghe không ạ? Dạ, con xin hỏi. Dạ, con xin hỏi. Dạ con cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn đạo tràng. Chatta rimaha phu ta mi chatun nan chama chamaha phu ta nan upa da ya ru ban ti tuy tham ve tang ru bang e ka dasawi the na sangga khang cách cha ti. Sắc có hai phần là 4. Đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sanh. Hai phần này gồm 11 loại. Các thằng Ba tha quỳ tha tu A bồ tha tu Tê chô tha tu Hoa yô tha tu Phù ta rù bằng nà ma. Bằng cách nào? 1. Những tính chất chánh yếu của sắc pháp. Nguyên tố có đặc tính duỗi ra, đất. Nguyên tố có đặc tính làm dính liền, nước. Nguyên tố nhiệt, lửa. Và nguyên tố di động, gió. Chắc khu, sô tăng, khà nằm, chiêu hà, cà dô, bát xà đa rù bằng nà má. Những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rù bằng sát đồ gần thô raso apo tha tu vát chi tăng phù tát taya sang kha tăng phốt thấp bành cha gồ cha ra rù bằng nà ma. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước, có đặc tính làm dính liền. Hát tăng, purisat tăng, và quá rù bằng nà ma, tính chất của sắc, pháp về tánh, tức nam tánh và nữ tánh. Hadayawat, thu hayada,
Hayat, con xin lỗi, đọc lại. Hadayawat Thuhayada Rupang Nama, tính chất của sắc pháp về tâm tức y vật. Dạ con đã đọc xong. Cảm ơn Trong Nguyễn đã post bài ạ. Dạ cảm ơn thầy Kinh. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ kính mời Minh Như ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính lãnh lễ sư Nguyên Thông. Con xin kính lễ thầy Kinh. Dạ con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ con thấy Châu Nguyễn post lên mà không có cái gì hết. Nó trống trơn. Châu ơi em post dùm cho chị một lần nữa nha. Nhưng nó không thấy chữ. Dạ. Đoạn 2. Số 6. Chì quý tình trí dằn. Chì quý tá ru bằng nà má. Tính chất của sắc pháp về đời sống. Tức khả năng sống. Sắc mạng quyền. Số 7. Cá bá li cà rô à hà rô à hà rá rù bằng nà má. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Ý tí chá ách thà rá xá quý thằng bề tằng xá phà quá rù bằng xá lắc khá ná rù bằng níp phành ná rù bằng rù bá rù bằng sầm má sá ná rù bành tí chá sằng gá hằng gách chá tí. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại. A. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tướng tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. Dạ xin cho Nguyễn Bốt lên một lần nữa, nguyên như không thấy ạ. Số 8. A ca sa tha tu pa rít chê đá rù bằng nà má. Tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. 9. Ca giá huỳnh nhắc tí quá chi, huỳnh nhắc tí huỳnh nhắc. Tí rù bằng nà má, tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri, và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. Số 10. Rù bát xá lá hú tà, mú đú tà, cầm mạnh nhá tà, huỳnh nhắc, tí đoá dằn, quý cà rá rù bằng nà má. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp, và hai hình thức biểu lộ. Biểu tri. Số 11. Rupa sa upa cha yo san ta ti cha ra ta anit cha ta lắc khá ná ru bằng nà má. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Cha tí ru bằng ê quá bá nét tha u pa cha giá sằng ta tí nà mề ná pa quýt cha tì tí ê cà đá xá quý thằng bề tằng rù bằng ắt tha quỳ xá tí quý thằng hồ tí xá rù báo quá nệ xề ná. Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28, tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ con đã đọc xong, con xin nhường mic lại cho đạo tràng. Xin tri ân cho Nguyễn Bốt bài. Dạ con kính tri ân thầy ạ. À. Con xin xuống ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thanh Mai, Nam mô Sân Thầy. Dạ con kính lĩnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Dạ thưa thầy, mình có bắt đầu học được chưa hay là đọc tiếp ạ? À? Thầy cho con biết. Dạ. Dạ con xin trả bài đoạn 1. Để con kéo nó lên khỏi mất công Châu đọc. Dạ. Châu khỏi post bài nha. Để kéo lên trên rồi. Ok. Ru bá sằng cá há quý phà gồ phát phân tách sắc pháp. Ru bá sa mu đề xá liệt kê các sắc đoạn 1.
Chattari maha phù tà ni trà từng nhành cha maha phù tà năng u bà đà giá u bàn tí đoà thầm bề tăng hù bằng ê ca đá xá quyên hề ná sang ca hằng ca chát tí trá tí sắc. Có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sanh. Hai phần này gồm 10 một loại. Cách thằng bá phá quý thà tu à bồ hà tu tề trồ thà tu hòa dồ thà tu phụ ta rù bằng na mát. Bằng cách nào những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền nước, nguyên tố nhiệt lửa và nguyên tố di động gió. 2. Chắc chú sô tăng gà rằng chiều hà cà dô bá xà đá rù bằng nà mát. Những tính chất nhạy của sắc pháp tức mất mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 3. Rù bằng sa đồ gần thồ ra sô à bồ thà tu quách chi tăng phu tát ta giá sằng khà tăng phố tha bành cha gốc ha ra rù bằng nà má. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp tức sắc thinh hương vị và xúc, xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước có đặc tính làm dính liền. 4. Y thát tằng bu ri sa tằng pha hoa rù bằng nà má. Những tính chất của sắc pháp về tánh tức nam tánh và nữ tánh. 5. Hadaya vách thu hadaya rù bằng nà má. Tính chất của sắc pháp về tâm tức sắc ý vật. Dạ, con xin nhường mic cho vị kế tiếp. Dạ, con xin được đọc bài đoạn 1. Chắc ta ri ma ha phu ta ni cha tun năng cha ma ha phu ta năng u pa da ya ru pang ti duy tham pe tăng ru pang e ka da sa vi ta na sang ca năng. Bên hông nó cửa sổ rồi, đâu có sơn, đâu cần sơn. Còn anh sao đó, chỉ có sơn cái cửa này thôi à. Bà tha vi tha tu áp bồ tha tu tê chô tha tu vā yô tha tu phụ ta rù bằng nà má. Bằng cách nào những tính chất chánh yếu của sắc pháp nguyên tố có đặc tính giữ ra là đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền là nước, nguyên tố nhiệt lửa và nguyên tố di động là gió. Chắc khu sô tăng khả năng chi pha ca vô pa sa đá rù bằng na má. Những tính chất nhạy cảm sắc pháp tức mắt tai mũi lưỡi và thân. Rù bằng sát đô găng thô ra sô a bồ tha tu vát chi tăng phu tát ta giác sang kha tăng phô tháp bằng chá. Người cha rù bằng nà má. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp tức sắc thinh hương vị và xúc, xúc nằm trong ba đại nguyên tố của vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước có đặc tính làm dính liền. Thát tăng purisat tăng pha vá rù bằng nà má. Những tính chất của sắc pháp về tánh tức nam tánh nữ tánh.
Hadaya vat thu, hadayu, hadaya ru bằng nà má tính chất của sắc pháp về tâm, tức là sắc ý vật. Kính thưa sư phụ, thông đọc xong rồi. Và xin mọi người kế là Châu Nguyễn. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khà. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin đọc đoạn 2 ạ. 6. Trì quý tình trí dần, trì quý tá rù bằng nà má. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sắc mạng quyền. 7. Các bá lì cà rù à hà rù à hà rá rù bằng nà má. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Ý tí chá áp. Thà ra sa quý thầm bề tặng, sa phà quá rù bằng, sa lắc khá na rù bằng, nếp bàn na rù bằng, rù ba rù bằng, sàm ma sa na rù bằng, tí chá sàng gá hằng gáp chá tí. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại. A. Theo những đặc tính cứu hữu của nó. B. Theo những đặc tướng tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. 8. À cà sa thà tu pa rích trề đá rù bằng nà má. Tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. 9. Cà giá huỳnh nhát tí quá trì huỳnh nhát tí huỳnh nhát tí rù bằng nà má. Tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân đi, và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu trì. 10. Rù pa sa la hú tà mú đú tà cầm mạnh nhá tà huỳnh nhát tí đoá dàng quý cà ra rù bằng nà má. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu trì. 11. Rupa sa upachayo santatichat ratta anicchata lakkhana rupannama. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại, vô thường. 자 tí rù ba mê wa ba nét tha u ba cha ya san ta tí na mê na ba wut cha tì tí e ka da sa vi tham bê tăng rù bằng áp tha vi sa tí vi tham hồ tí sa rù ba wa xê na. Nơi đây, đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28, tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Xa hữu, xa hữu, xa hữu. Kính lễ cho Tổng Đức Tăng. Kính chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ không ạ? Alo. Nghe rõ không? Dạ, rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, vì trước là, vừa trước là chúng ta học xong sắc cảnh giới, đúng không? Sắc thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, rồi sắc cảnh xúc. Học xong cái đó, đúng không quý vị ha? Rồi, dạ, hôm nay chúng ta sẽ đi qua phần tiếp là số 3 lớn, số 3 la mã. Là sắc giới tính. Pha quá rù bá. Sắc giới tính.
rupa sakyatan. Rồi, à, xuống dòng đó, mình ghi là sắc nào biểu hiện được giới tính của chúng sanh. Sắc nào biểu hiện được giới tính của chúng sanh. Sắc đó là sắc giới tính. Sắc nào biểu hiện được giới tính của chúng sanh. Sắc đó là sắc giới tính. Rồi, tức là ý nói là cái sắc giới tính này là cái sắc mà để nó hiện bày, nó biểu hiện lên, nó show ra cho chúng ta biết là cái sắc đó, à, để cho biết là đó là thuộc về giới tính nào, à, người đó chúng sanh nó sanh ra thuộc về giới tính nào. Thì vậy đối với cái giới tính này chúng ta có được hai sắc, à, thì mình ghi là có hai sắc, là sắc nam tính và sắc nữ tính. Sắc nam tính và sắc nữ tính. Rồi, xuống dòng số 1 là sắc nam tính. Sắc nam tính. Purisapha Varuba. Sắc nam tính. Purisapha Varuba. Cô thư ký này ngủ quá vậy sao chậm quá à? Uống cà phê vô cô thư ký ơi, cà phê vô tỉnh tỉnh lên giúp cho lẹ. Đâu mất rồi. Rồi chắc té ra rồi. À chắc mình vẫn còn rồi ha. Sắc nam tính. Rồi, loại sắc mà, ờ đúng rồi, hẹn với thấy lâu quá. Loại sắc mà tiêu biểu lên cánh cách tính nam. Loại sắc mà tiêu biểu lên cách tính nam. Phải. Loại sắc mà tiêu lên cách tính nam. Phải xác định tư cách nam tính. Xác định tư cách nam tính. Có trạng thái cứng cỏi. Có trạng thái cứng cỏi. Hùng mạnh. Có trạng thái cứng cỏi hùng mạnh. Và có những khía cạnh riêng biệt như, và có những khía cạnh riêng biệt như, hai chấm. Sắc diện, tay chân, dáng vóc, rắn rỏi. Sắc diện, tay chân, dáng vóc rắn rỏi. Sắc diện, tay chân, dáng vóc rắn rỏi. Có bộ phận sinh dục nam. Râu ria, lông, một vài bộ phận thuộc về phần nam, chấm chấm chấm.
bộ phận thuộc phần nam, phận thuộc phần nam chấm chấm phần nam ấy, có của người nam ấy. Hoặc những sinh hoạt có đặc tính nam, hoặc những sinh hoạt có đặc tính nam. Những sinh hoạt có đặc tính nam như trò chơi cứng rắn, như những trò chơi cứng rắn, quăng bi chọi đáo đánh lộn vân vân, như những trò chơi cứng rắn, quăng bi chọi đáo đánh lộn vân vân ha. Thì đó là từ cái sắc tính nam đó, tức là cái sắc đầu tiên sanh khởi là một người nam, nó có cái sắc tính nam đó, thì từ đó nó phát sinh ra những cái biểu tượng như là có trạng thái cứng hùng mạnh, cứng cỏi, rồi những sắc diện tay chân dốc dáng, rồi có bộ phận sinh dục nam, rồi có râu nam, có râu ria ha, có này kia nọ, rồi vài bộ phận thuộc về người nam khác người nữ, hoặc là có những cái khi mà lớn là có những cái đời sống của một cái nam tính có đặc tính nam, như những cái trò chơi cứng rắn, những trò chơi tạt lon chọi đáo bắn bi quýnh lộn quýnh bi da vân vân, những cái đặc tính thuộc nam. Thành ra khi chúng ta biết được những cái góc cạnh này, khi mình nhìn một đứa trẻ mà, thì nó lớn lên chút xíu là chúng ta có thể biết được nó là nam hay là nữ, nam tánh hay nữ tánh một cách chính xác. Nhiều đứa nam nhưng mà nhiều khi nó có những cái thiên về bên nữ tánh, chẳng hạn như nó không có thích chơi những cái trò chơi cứng rắn, nó thích chơi những cái nhẹ này kia nọ. Cho nên chúng ta phải để ý với đó, mình biết, mình nhìn thì mình cũng có thể biết được nó có nặng gì thế nào nhiều. Ví dụ như nó nam tính mạnh đó, thì nó sẽ có vậy. Còn cái nam tính mà cũng là nam nhưng mà nhiều khi có nữ tính hơi nhiều một xíu là nó cũng thích chơi những cái trò chơi của phụ nữ, trò chơi gái, là đánh đũa rồi chơi bán đồ gì đó, bán gì đó quý vị. Hồi xưa mấy đứa thích hay bán bánh, làm mấy cái bánh nhỏ bán. Mấy trò em bé là bán đồ hàng, đúng rồi, hay quá, cái chữ đồ hàng, đúng rồi, bán đồ hàng. Bán đồ hàng, nhảy cò cò. Đánh đũa, đúng không? Chơi truyền banh á, truyền banh. Còn nam thì nó chơi khác, nam thì nó không chơi đó, nó chơi bắn bi, chơi tạc lon, ha. Vì tạc lon chơi gì nữa, gì mà đứng hai đứa nó chơi đá, đấy coi xếp chân rồi đá nhau, kêu là gì bên nữa. Nhảy còn gọi một chân mà đá nhau, kêu đá chân, không phải, nhiều có chữ riêng của nít từ xưa lâu quá quên. Đá gà hả? Đá gà, đúng rồi, với nít mày chơi với đó, thì đó, mấy đứa nam tính mạnh thì nó chơi với đó, còn mấy đứa nam tính yếu thì nó chơi khác. Chơi đánh đũa, lại chơi bán hàng, chúng thấy vậy. Cũng lớn thì có thể lớn lại xíu nó bớt, còn thôi là nó chuyển qua luôn thì cũng phiền não quá. Chuyển qua luôn rồi. Đó là nói về nam tánh, sắc nam tánh là từ cái sắc na đầu tiên trong lúc tục sinh là nó đi, nó phát triển lần lên, và sanh ra xong rồi lớn lên. Từ nó hiện bài rõ, càng lúc càng rõ rệt ra, cho thấy được vậy. Rồi tứ ý nghĩa hai chấm: trạng thái, tướng cách nam. Trạng thái, tướng cách nam, tức là có cái trạng thái là cái tướng cách của một nam nhân nào bạn ha. Mà nam mà có cái tướng cách nữ đi mà eo là thấy là mệt đó. Tại anh chị ha. Tay anh chị là dữ dằn lắm. Hồi xưa chúng tôi biết là mấy người bên quận tư, bên khu quận tư hồi xưa đó, cái gì chỗ đó hồi xưa ghê lắm, chỗ đó tôi dữ, kêu tay anh chị nữa thôi, còn giờ mà kêu là tay anh chị là mệt rồi. Vừa anh mới vừa chị luôn. Là cái trạng thái là phải có tướng cách nam rõ ràng. Rồi phận sự, phận sự làm thành cách nam tính, và phần sự của cái sắc nam tính đó, nó làm thành các nam tính.
Sự thành tựu là có sắc năm căn. Sự thành tựu là có sắc năm căn. Và phải cái này là cũng quyết định dữ lắm, cái sắc năm căn. Nếu mà có những người sanh nam nhưng mà người ta không có cái sắc năm căn này, hoặc là người ta có cả hai luôn, có nhiều cái trường hợp rất là quá dị ha. Thành tựu phải có sắc năm căn. Nhân cần thiết có tứ đại, nhân cần thiết có tứ đại sắc, có tứ đại sắc. Có tứ đại sắc thuộc sắc nghiệp, có tứ đại sắc à, tức là cái nhân mà sanh làm có cái năm bánh đó thì là do nghiệp sanh, đó là do nghiệp. Trong bốn nhân mà sanh sắc, bốn nhân sanh sắc do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực, thì trong bốn nhân sanh ra sắc pháp thì cái sắc năm tính này, cái sắc năm tính này thuộc về sắc nghiệp, là sắc do nghiệp tạo. Tức là trong quá khứ mình làm gì đó vậy thì tới giờ phút tử xong rồi tục sinh lại thì nó cho cái sắc nghiệp, sắc năm tính này thuộc về sắc nghiệp. Nhớ ra. Rồi, xem dòng số 2, sắc nữ tính. Sắc nữ tính. Bích tí pha quá rù bá, sắc nữ tính. Sắc mà làm chuẩn để xác định hay trình bày lên cách nữ tính, sắc đó là nữ tính. Sắc mà làm chuẩn để xác định hay trình bày lên cách nữ tính, sắc đó là sắc nữ tính. Sắc mà làm chuẩn để xác định hay trình bày lên cách nữ tính, sắc đó là sắc nữ tính. Trạng thái mềm dịu, nhu mì, sắc diện tay chân, vóc dáng ẻo lả, mảnh mai. Trạng thái mềm dịu, nhu mì, sắc diện tay chân, vóc dáng ẻo lả mảnh mai, vân vân. Đặc biệt là có sắc nữ căn và một vài bộ phận của nữ tánh. Đặc biệt là có sắc nữ căn và một vài bộ phận của nữ tánh. Rồi, đó là nói về ý nghĩa của cái sắc nữ tính. Tức là cái sắc nào mà sanh ra mà để mà nó làm tiêu chuẩn để nó xác định được cái người đó là người nữ, sắc đó là sắc nữ tính. Nó qua cái những cái trạng thái là càng lúc cái chúng sanh càng lớn lên thì nó phát sinh có những trạng thái mình sẽ thấy rõ rệt, như là mềm dịu, nhu mì, ẻo lả, tay chân dốc dáng nhỏ thon gọn, mảnh mai. Chứ có những người mà là nữ nhưng mà khi sanh ra lớn lên thì cái sự mà ẻo lả mảnh mai, cái sự nhu mì không có, mềm dịu không có, mà dữ tợn mạnh bạo ha, khoái ăn hiếp người này kia, khoái đánh lộn cái này kia đó. Có những cái người nữ mà ta có những cái cách đó,
bắt đầu nặng về cái nam tính nhiều hơn. Hoặc đi tập tạ, có nhiều 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 cô đi tập tạ cho nên mạnh hơn. Là tôi thấy những người mà sắc nữ tính thuần thì ta nhu mì mềm mại rồi nhìn éo lả mảnh mai duyên dáng. Còn mà người nữ mà cứng rắn quá thì cũng tự nhiên mình có sự khoái cứng khoái phải mạnh mẽ mạnh bạo thì cái đó cũng có hơi chút xíu là xíu thiên vậy đó bạn. Và đặc biệt là cái sắc nữ căn và một vài bộ phận của nữ lắm là phải có nó, chứ nếu nhiều người không có là mệt đó. Cho nên đây là để xác định trong cái sắc nữ tính này. Từ cái lúc mà tục sinh cho đến lúc mà phát triển lớn là lần lần nó sẽ hiện rõ ra những cái vấn đề này. Còn mà nó có những cái vấn đề mà nó hơi mà chênh chút xíu đó, là chúng ta sẽ thấy nó sẽ có sự khác biệt liền ha. Rồi tứ ý nghĩa hai chấm. Tứ ý nghĩa trạng thái tướng cách nữ. Trạng thái có tướng cách nữ, có cái tướng cách là của nữ nhân đàng hoàng, tướng xương nhỏ, tướng đi rồi nữ tánh đàng hoàng ha. Nhưng mà như quý vị thấy có cái khác cái chỗ là người nữ á, người ta đi đi đứng người ta cũng không có ẹo dữ ha, nhưng mà mấy ba em chị thì sao ẹo dữ mà đi nó ẹo làm cái ghê. Nó khác chứ lại như nó bị trật hệ nó khác. Còn người nữ thì cũng bình thường, thấy tao đi cũng bình thường, nó phải mấy cái tuổi kia sao đi ẹo dữ, hay là cố tình cho tao biết cố ý hay chắc cố ý quá. Cố tình vậy cho nên cái tướng cách nữ này là đi đàng hoàng, mình cũng đi bình thường, thấy người nữ đi cũng nhẹ nhàng vậy thôi. Đâu có đi kiểu mẹ rồi nói cũng nói cái giọng nói cũng vậy, giọng nói cũng ẹo ẹo, giọng nói đồ quỷ sẽ là quỷ sứ có những giọng nói của nữ tánh. Tôi thấy có nhiều cái lạ cuộc đời đấy, thấy nhiều cái ta cười. Đi ra gặp người thấy vui. có người không ẹo, không ẹo chắc là nó ngược đó, ha, ngược quá. Nữ mà có đánh nam, gây nam, đúng rồi, đánh nam có chất mạnh. Rồi đến phận sự là làm thành tánh cách nữ tính, làm thành cách nữ tính. Phận sự của nó, tức là phận sự của cái sắc nữ tính đó, lúc tục sinh ra đó, là nó phận sự đó, nó làm cho thành cách nữ tính. Từ từ lớn lớn làm cho ra thành cách nữ tính đó, là phận sự của nó. Rồi, sự thành tựu và có sắc nữ căn. Sự thành tựu có sắc nữ căn. Nhân cần thiết có tứ đại sắc, sắc do nghiệp báo. Nhân cần thiết có tứ đại sắc, sắc do nghiệp báo. Và sắc nam tính, sắc nữ tính này là đều là do nghiệp tạo nha, vậy chứ tâm không thể tạo được những sắc này. Thời tiết cũng tạo được, vật thực cũng tạo được, mà chỉ là do nghiệp mới tạo. Thật ra khi chúng ta sanh ra làm người nam hay là người nữ là do những cái nghiệp quá khứ nó kết tạo, nó kết thành nó cho ra những loại sắc này. Rồi, như vậy là chúng ta có được hai cái phần là sắc nam tính và sắc nữ tính, để cho chúng ta biết được, xác định được đâu là nam, đâu là nữ, và biết rằng những cái sắc này là hiện khởi là do nghiệp quá khứ nó tạo thành. Rồi, tới số 4 là sắc ý vật. Bốn lớn, số 4 là mã. Sắc ý vật. Rồi,
chứ giờ mình ghi cái câu này ha. Y cứ nơi sắc mà tâm nương là sắc y vật. Là một cách ha. Y cứ nơi sắc mà tâm nương là sắc y vật. Rồi, sử dụng ghi thêm cách thứ hai nữa. Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới, phải ý thức giới, sắc ấy chính là sắc y vật. Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới, ý thức giới, sắc ấy chính là sắc y vật. Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới, ý thức giới, sắc ấy chính là sắc ý vật. Rồi như vậy, như vậy chúng ta có hai cái câu để mà định nghĩa được cái sắc ý vật này. Thứ nhất là y cứ nơi sắc mà tâm nương, tức là y cứ là cái sắc pháp nào mà tâm nó nương cho nó để nó tồn tại đó, nó có là cái vật nương của nó đó, cái sắc là vật nương của tâm đó, thì cái đó gọi là sắc ý vật. Và một cách là cách nói đó. Rồi cái cách thứ hai đó là sắc nào mà làm chỗ nương, tức là cái sắc pháp nào mà làm chỗ nương cho ý giới. Ý giới là gồm gì cái gì? Nhớ không? Ý giới là cái gì? Hết rồi. Kháng ngữ môn hai tiếp theo. Ok, đó là ba ý giới. Đó là sắc nào làm chủ nương cho ý giới, ý thức giới. Là ý thức giới là những ý thức, những cái tâm gọi lại là ý thức giới. Thì chính ấy là sắc ý vật. Tức là sắc nào làm chủ nương cho ý giới và ý thức giới, sắc đó là sắc ý vật. Ngoài trừ ra cái ngũ sân thức nha, ngũ sân thức là nó không có nương sắc ý vật nha. Cho nên sắc nào làm chủ nương cho ý giới và ý thức giới, sắc ấy chính là sắc ý vật. Đó là cái định nghĩa trong Pali mà có Đức Phật cũng đã thuyết về người này ha. Thì riêng về ngài Buddha Go Xá đó, cái này, ngài nói là trong cái sắc ý vật á, là nó là một cái số máu, có một số máu là khoảng trong khoảng lòng bàn tay của mình á, nó nằm sâu bên trong trái tim á. Thì cái số máu đó chút xíu cái máu một bụng máu thì nó nằm trong trái tim đó. Thì cái chỗ đó chính là cái sắc y vật để cho mà tâm nương trong đó. Thì mình cái y cứ, nếu mà đúng như ngày Buddha Go Xá ngày xác định cái vị trí này đó, thì cho mình biết rằng cái sắc y vật đó là một cái sắc mà nó nằm ở trong trái tim, là cái số lượng máu nằm trong trái tim đó là cái căn cứ địa hay là cái chỗ cho ý thức và ý thức giới, ý giới và ý thức giới nó nương, chứ không phải trái tim. Chứ không phải trái tim nha. Và cái này nó nằm trong trái tim mà, thì chứ nó đâu phải là trái tim. Tức là cái số máu nằm trong trái tim đó, số lượng máu trong cái tim đó. Trong người ta ghi là giống như cái tiềm nguyệt nó nằm trong hốc trái tim. Cái trong chút xíu đó đó. Rồi trong đó là tâm nương đó. Thì cái tâm nương đó là người ta được gọi là sắc ý vật. Tức là ngày Buddha Go Xá đó. Nhưng mà Đức Phật thì chỉ trình bày nói cho chúng ta biết là chỗ nào làm chỗ nương cho sắc, cho ý giới và ý thức giới, thì sắc đó chính là sắc y vật. Hoặc là cái y cứ nơi sắc đó mà tâm nương thì sắc đó là sắc y vật. Và y cứ nơi sắc pháp, sắc nào mà làm cái chỗ nương cho sắc đó, cho tâm đó, thì cho nó là sắc y vật. Thì nói sao chúng đó, cho nó cũng được hết, cho chúng ta biết rồi ha. Rồi, đó tức là sắc mà nương trú trong trái tim, như nghe ngài nói, ngài Buddha Go Xá nói, thì cái sắc đó là cái sắc để cho tâm nương, nhưng mà nó không phải trái tim. Ngài Buddha Go Xá đúng rồi đó, ngài Buddha Go Xá. Thì cái đó là cái mà sắc để mà tâm nó nương, mà chứ không phải là nguyên cái trái tim của mình. Trái tim nó là chỉ là trái tim thôi chứ không phải là sắc khí vật. Rồi, nắm rồi ha. Rồi, tứ ý nghĩa 2 chấm.
ý nghĩa hai chấm, trạng thái sắc cho tâm nương, trạng thái sắc cho tâm nương. Rồi, phận sự làm thành căn cứ địa cho tâm, làm thành căn cứ địa cho tâm, tức là phận sự của cái sắc ý vật này nó là làm thành cái chỗ, cái căn cứ địa, cái trú xứ cho tâm nó nương. Thì đó gọi là phận sự của nó là làm thành căn cứ địa cho tâm. Rồi, sự thành tựu là bảo bọc gìn giữ tâm, tức là sự thành tựu của cái sắc cái vật này đó là cái nó có thể bảo bọc và nó gìn giữ được cái tâm khi tâm nương đó, là sự thành tựu của nó bảo bọc gìn giữ tâm. Rồi, nhân cần thiết cũng có tứ đại sắc, sắc nghiệp tạo, tứ đại sắc, sắc do nghiệp tạo. Rồi cái sắc cái vật này cũng là sắc do nghiệp tạo, chứ không có do tâm, không có do thời tiết, không có do vật thực tạo, mà là do nghiệp quá khứ cho tạo ra. Thì như vậy sắc và ý vật là sắc có là nghiệp từ quá khứ nó tạo thành ha. Thì như vậy là chúng ta có được cái ý nghĩa của về cái sắc ý vật là như vậy. Rồi số 5 là sắc mạng quyền, sắc mạng quyền. Chi vi tình trí giá rù bác, chi vi tình trí giá rù bác, sắc mạng quyền. Và tự duy trì sự sống là sắc tự duy trì sự sống còn cho chính nó, là sắc tự duy trì sự sống còn cho chính nó. Và các sắc nghiệp đồng sanh là sắc tự duy trì sự sống còn cho chính nó và các sắc nghiệp đồng sanh. Là sắc tự duy trì sự sống còn cho nó, và nó là ý nghĩa của sắc mạng quyền, tức là cái sắc mà nó sanh ra nó có một cái khả năng, nó có một cái quyền riêng của nó, đặc quyền của nó là nó duy trì sự sống. Trước tiên là nó duy trì sự sống cho chính nó, và sau đó nó duy trì sự sống cho những cái sắc do nghiệp tạo, những cái sắc nào do nghiệp tạo đồng danh chung với nó, thì nó làm cái nhiệm vụ đó là nó duy trì sự sống còn cho chính nó và cho những cái sắc nghiệp đi theo đó. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng ha. Không có sắc này, tức là không có sắc mạng quyền á, không có sắc này, các sắc do nghiệp tạo không thể tồn tại được trong ba sắc này. Không có sắc này, các sắc do nghiệp tạo không thể tồn tại được trong ba sắc này. Tức là cái sắc do nghiệp tạo á, như là thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc nam tính, sắc nữ tính, sắc ý vật, đó là những sắc do nghiệp tạo đó, nó sẽ không thể tồn tại được trong ba sắc na, tức là trong ba sắc na tiểu thôi, sanh trụ diệt thôi, trong ba sắc na thôi, nếu mà không có cái sắc mạng quyền này, tức là sắc sắc mạng quyền không có sanh khởi, thì những sắc nghiệp này nó cũng banh luôn, nó tiêu luôn, nó không tồn tại được. Cho nên sắc mạng quyền có mặt thì sắc nghiệp mới tồn tại được, không có sắc mạng quyền thì sắc nghiệp không thể tồn tại được.
là một ý kiến ha, là một cái ý ha. Rồi xuống dòng, gặp vào dòng ha. Sắc mạng quyền còn tồn tại được do nương quả đại trong thân. Sắc mạng quyền còn tồn tại được do nương quả đại trong thân. À, tức là hồi nãy là sắc nghiệp không tồn tại được là do không có sắc mạng quyền, mà bây giờ sắc mạng quyền mà nó không tồn tại được là do quả đại. À, nếu nó không tồn tại được là tại vì không còn quả đại nữa. À, quả đại tức là chất lửa đó, chất lửa đất nước là do chất lửa trong thân mình đó. Thì khi một người chết á, người mà chết á, thì cái quả đại này nó bị lạnh, nó không còn nữa, chất quả đại nó bị tiêu hoại. Thì khi chất quả đại bị giảm thì bị mất á, thì cái sắc mạng quyền chết luôn, sắc quyền nó bị mất luôn, bị diệt luôn. Cho nên sắc mạng quyền mà còn tồn tại được là phải do đường ở quả đại trong thân của mình, quả đại bên trong thân. À, cho nên phải thấy không? Rồi sắc nghiệp mà tồn tại được là do có sắc mạng quyền, mà sắc mạng quyền được tồn tại là đường nơi quả đại. À, còn các sắc khác á, như sắc do tâm tạo, sắc do vật thực tạo, sắc do âm dương tạo thì nó tự tồn tại, nó không cần cái sắc mạng quyền này. À, cho nên mình ghi tham câu để cho nó đầy đủ ha. Các sắc khác như là sắc tâm tạo, các sắc khác như sắc tâm tạo, sắc vật thực, sắc âm dương thì tự tồn tại, không dựa vào sắc mạng quyền này. Các sắc khác như sắc, sắc tâm tạo, sắc vật thực, sắc âm dương thì tự tồn tại, không dựa vào sắc mạng quyền này. À, tức là những cái sắc mà do tâm tạo, những cái sắc pháp mà chẳng hạn như giờ mình đi đứng co duỗi tứ quan nghi, đại quan nghi đó, tiểu quan nghi, thì những cái sắc do tâm tạo, những cái sắc này nó không cần có sắc mạng quyền, nó vẫn phát sanh, nó vẫn tồn tại được. Hoặc là những sắc do vật thực, đâu có tâm này đang sắc pháp mà sao có tâm sở biến hành đây, đang nói sắc pháp mà. Sắc vật thực, sắc thực là sắc do chất dưỡng tố nó tạo thành, cũng không cần có sắc mạng quyền để gìn giữ. Hoặc là sắc âm dương là nóng lạnh, âm dương thời tiết thì nó tự nó tồn tại mà không cần sắc mạng quyền này. Muốn mình học tới phần lộ sắc, tức là sắc pháp nó sanh khởi đi theo cái tâm lộ tâm như thế nào, học cái đó nó nhức đầu lắm. Nó khó hiểu. Rồi, tứ ý nghĩa hai chấm. Rồi, sử dụng tứ ý nghĩa trạng thái bảo tồn các sắc đồng sanh. À, tức là nó cái trạng thái nó bảo tồn cho các sắc đồng sanh chung đó, trạng thái bảo tồn các sắc đồng sanh. Phận sự làm cho sắc nghiệp sống còn, phận sự làm cho sắc nghiệp sống còn, tức là phận sự của nó làm cho sắc nghiệp, tức là sắc do nghiệp tạo. À, mà nhớ cho này ha, là phận sự của sắc mạng quyền là làm cho sắc nghiệp được sống còn, chứ không có những sắc khác nha, chỉ sắc nghiệp thôi. Mình nói nhớ cái này nè, không có cái đặc biệt cho nó, nhấn mạnh cho nó. Phận sự là làm cho sắc nghiệp được sống còn. Rồi, sự thành tựu duy trì sự tồn tại, duy trì sự tồn tại. Duy trì sự tồn tại, rồi tức là sự thành tựu nó duy trì cho cái sự sống còn, sự tồn tại của sắc pháp. Rồi nhân cần thiết, nhân cần thiết có tứ đại sắc quân bình, có tứ đại sắc quân bình,
là tại sao có cái vấn đề quân bình này, bởi vì nếu mà quả đại mà nó bị trong cơ thể mình mà quả đại nó bị tuột á, nó bị mất quân bình á, nó bị thấp xuống á, thì mình bị lạnh á, lạnh tới mức độ nào đó thì cái sắc mạng quyền nó tiêu luôn. Cho nên tứ đại phải là quân bình, đất nước lửa gió phải cân đối tương quân bình, còn nếu mà bị lạnh cho như người chết á, người sắp chết nó lạnh lần lần lạnh từ chân lạnh lên á. Nó lạnh lần lên cái, tới mức độ nào đó cái đứt luôn sắc mạng quyền, đứt luôn cái là tử luôn ha. Cái đó là tứ đại là phải có quân binh đó, là như vậy. Nói tới cái đề này chúng ta nhớ lúc trước có cái bà Mỹ đó vậy, bà cũng hay thắc mắc về vấn đề mà Phật học này kia, rồi bà mới hỏi chúng tôi về vấn đề mà cái chết sao sao đó. Chúng tôi chỉ bài cho bà về thử thí nghiệm, thí nghiệm coi coi chết là sao. Bà nói bà không sợ chết đó, bà không sợ, bà muốn biết trải nghiệm. Về kêu bà nằm thẳng người xuống ha, về nằm trên giường thẳng người, hai tay xuôi xuống, nhắm mắt lại, nằm nhắm mắt lại, chỉ nằm nhắm mắt lại xong cái bắt đầu dùng cái tâm tưởng tượng, không nghe nói đá vậy là dùng tâm tưởng tượng, tưởng cái chân mình lạnh. Nghĩ cái chân lạnh 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 lạnh, nghĩ lạnh, nghĩ lạnh nghĩ lên lần lần lạnh lên tới chân, lên từ 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 từ, từ lên tới chân, lên tới ống quyển, lên đầu gối, lên tới đùi, lên tới từ 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 từ, từ lên cái lên tới ngực, lên tới tới tim, tim bắt đầu lạnh nghẹt thở chết à. Đi lạnh từ 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 lên tới tới tim, lạnh nghẹt thở, tắt thở chết, đặt chết liền ha. Cái bây giờ mới làm cái gì, bà nghe bà làm bài này cũng vui, bà cũng ngu, bà về bắt trước về bắt trước bà làm xong nó áp phê thiệt chứ, mà bà đông nào này bà cũng mạnh thiệt, bà về bà làm sao bà mai bà lại bà nhảy nó ghê quá, sao tới lúc mà lên tới trên ngực cổ cái tim nghĩ là chết mà dân mình khoảng hồn nó mới kinh nghiệm mà chết ra sao. Bà cũng vui, nhưng mà Mỹ nhiều khi mới bò mò mà. Ngày mai mà không chết thiệt, cái chết thiệt cái chết chào. Nghĩ nghĩ sao đi luôn cái mệt. Đâu có tưởng thiệt cái chứ thì gì. Có sao vô gà, mình tưởng tượng lạnh lẫn lát lạnh thiệt chứ, tưởng tượng lát có lạnh thiệt chứ. cái tâm mình mạnh, mình phải suy nghĩ mạnh, bữa nào có gì thử đi, nào cô Nhung thử hay là Nguyên Như thử, nằm thẳng giống như mình tưởng tượng mình sắp chết, tưởng tượng thử rồi lạnh, nghĩ cho thiệt là lạnh, lạnh nghĩ đó. Cái nhiệt quả mình nó xuống. Cái quả nó xuống tại cái tâm mình nó bắt xong rồi, cái quả mình xuống xuống lạnh giò, thường thường chết thì lạnh giò trước, lạnh hai bàn chân trước. Lạnh lạnh của cái xác chết nó khác, của người mà chết nó khác, ngâm nó lạnh nó khác, cái đó khác. Ngâm nó lạnh, lạnh giữa nó lạnh khác, mà cái lạnh mà của cái mà của cái xác thân mình đó, lạnh rồi <gọi. cười> lạnh rồi lạnh mà kiểu mà cái máu nó không lưu thông được đó, nó bị nghẽn lạnh đó. Mình tưởng tượng như thế nào, tưởng tượng cái tưởng tri của mình cũng mạnh lắm á, mình tưởng tượng lát nó đi thiệt thì cũng mạnh lắm. Bà nó cũng vui, bà về bà làm sao mà qua, vài bữa mà chạy lại nó nói mạnh đó, tâm mạnh, không sợ đó, tâm bà nói bà không sợ chết rồi, bà tâm cũng mạnh lắm, bà tưởng sao bà làm được cũng hay chứ bây giờ. Ai muốn thử nghiệm thì về cứ thử đi, thử như nào được báo cáo bà sao. Như Quỳnh tối nay tưởng tượng thử lạnh lên tới lồ gói, lên tới đùi thôi ngưng. chết thành báo cáo luôn. Rồi tới số 6, sắc vật thực.
vật thực. A ha ra ru ba. Sắc nào mà làm thành chất dưỡng tố? Sắc nào mà làm thành chất dưỡng tố? Sắc nào mà làm thành chất dưỡng tố? Trợ cho các sắc khác. Trợ cho các sắc khác được phát triển tốt đẹp. Trợ cho các sắc khác được phát triển tốt đẹp. Đó là sắc vật thực. Rồi, tức là cái sắc nào mà nó cái chất đó, nó có cái chất là trong nó làm bằng cái chất mà dưỡng tố để nó trợ giúp cho những cái sắc khác sanh lên đó, được tồn tại, được phát triển thì cái đó gọi là sắc vật thực, nó được gọi là như vậy. Rồi nói về vật thực thì chúng ta biết là nó có bốn vật thực, nó có bốn. Nhưng mà đây là nói một cách chung nha, là vật thực có bốn. Thì là ghi đi, vật thực có bốn. Là tứ thực á, tứ thực đây, tứ thực, vật thực có là tứ thực. Đoàn thực. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Tức là phần đoàn là về thực có bốn, là tứ thực á. Tức là đoàn thực ở đây học về cái đoàn thực, tức là về phần vật chất, phần cái vật thực để mà nuôi cái sắc pháp. Còn xúc thực, tư niệm thực, thức thực là nuôi về danh pháp. Xúc là tâm sở xúc, là vật thực để nuôi cho cái cảm thọ được phát sanh. Tư niệm thực là nghiệp để nuôi cho những cái danh pháp được phát sanh, thức thực là vật thực để nuôi cho những thức được phát sanh, đó là tứ thực, đoàn thực, xúc thực, tư thực, thức thực. Thì ở đây mình học về đoàn thực. Đoàn thực chính là sắc vật thực. Đoàn thực chính là sắc vật thực. Đoàn thực chính là sắc vật thực. Nó là chất dưỡng tố trong các món ăn. Và do nhờ có nó mà chúng sanh được tồn tại khỏe mạnh. Nó là chất dưỡng tố trong các món ăn. Và do nhờ có nó mà chúng sanh được tồn tại khỏe mạnh. Chất dưỡng tố là ô cha. Các vị có thể viết chất dưỡng tố là ô cha. Ô là cha. Cha có dấu quyền. Ô cha. Nó có dấu đó. Ô cha là dưỡng tố. Đúng rồi, cha. Đó là những chất dưỡng tố có trong các món ăn mà do nhờ cái ô cha đó mà nó giúp cho chúng sanh được tồn tại khỏe mạnh. Tức là như vậy là nói về thực thì nếu mà cái câu mà nhất thiết chúng sanh duy thực tồn đó, câu đó cũng trật ha. Cái này là nó chỉ có một là đoàn thực thôi, còn xúc thực, tư thực, thức thực nữa.
À, chứ mà nếu mà có đoàn thực không, mà không có ba thực kia cũng ngủng tù theo luôn. À, không thể tồn tại được. Rồi, sắc vật thực có hai. Một là vật thực ngoại. Một vật thực ngoại, hai chấm. Chất bổ bên ngoài, bổ sung thêm vào bên trong cơ thể. Vật ngoại. Chất bổ bên ngoài, bổ sung thêm vào bên trong cơ thể. Rồi, hai là vật thực nội. Vật thực nội. Hai chấm. Cơ quan tự dinh dưỡng của mỗi bọn sắc. Cơ quan tự dinh dưỡng của mỗi bọn sắc. Tức là sự tồn tại, sự còn của tất cả sắc. Cơ quan tự dinh dưỡng của mỗi bọn sắc, tức là sự tồn tại, sự còn của tất cả sắc. À, tức là về vật thực cho chúng ta biết là có hai loại, ở bên ngoài và bên trong. Tức là vật thực ngoại, tức là những chất bổ dưỡng bên ngoài. Nhưng mình vật thực ăn cơm, bánh, này này kia, mình ăn là nó nhờ cái vật thực đó nó vô, nó bổ sung bên cho cái vật thực nội bên trong. À, nó phát triển. À, cái vật thực nội bên trong đó, nó là cái mà tự nhiên nó có cái cơ quan trong mỗi một cái bọn sắc pháp sanh lên, nó có cái sắc vật nội đó để cho những cái sắc pháp sanh chung nó được tồn tại trong tất cả những cái sắc nào mà sanh hiển hiện thời chung đó. Nhưng mà vật thực nội này nếu mà không có vật thực ngoại thì nó không thể tồn tại được nha quý vị. Cho nên vật thực nội và cần phải có những vật thực ngoại vô, cho nên mình có thể nhịn ăn được chỉ 7 ngày hay bao nhiêu hay là mười mấy ngày thôi, chứ không có là vật thực nội nó cũng không có tạo được sắc pháp và có thể là chúng ta chịu không nổi. Cho nên vật thực nội cần phải có vật thực ngoại bổ sung để cho có đủ cái chất dinh dưỡng cho cơ thể nó được phát triển được tốt đẹp. Cho nên hai cái này không thể thiếu, ít nhiều cũng phải có. Cái này cũng là rất là quan trọng, ngay cả những người mà tu thiền, nếu mà cái vật thực ngoại mà nó không thích hợp á, vô gặp nó vật thực nội hai cái mà nó không hợp nhau, nó làm cho khó chịu, phát sinh những cái vấn đề mà rắc rối cơ thể thì cái sự tu tập cũng là không thể tiến bộ được. Cho nên đây là một vấn đề mà mình thấy nó cũng là cái rất là độc đáo trong cái vấn đề tu tập ha. Nếu mà ăn mà không đúng thì cái trí tuệ không phát sinh, giống như mấy vị mà ngày xưa thời Đức Phật, mấy ông đi tu mà ăn không đúng là tu hoài không được. Nhưng mà hãy cho ăn trúng vô một cái, là ví dụ đang thèm bún bò Huế mà đi cho ăn phở thì trật tu không vô ha. Bún bò Huế cho quốc tụ bún bò Huế vô cái tỉnh táo cái hành tới đi xứ vô liền. Cho trật nha. Cho trật cái điều. Hoặc là thích đang thèm ăn món steak mà tự nhiên đưa món thịt heo ăn vô trật lắc. Nó cũng quan trọng lắm vậy. À, còn như ăn chay không thì đưa thịt vô trên quốc. Đưa thịt vô ăn ngồi cái một nặng bụng hoài. Mình thấy cái sắc pháp nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm linh, cái tâm linh mình rất là nhiều, làm cho rồi đó là định nghĩa về cái sắc vật thực ha. Rồi tứ ý nghĩa, tứ ý nghĩa trạng thái trợ sanh sắc, trạng thái là trợ sanh sắc.
tức là cái sắc vật thực này, cái trạng thái nó là nó trợ sanh sắc, tức là trợ sanh cho những cái sắc pháp khác được phát triển. Nó mới gọi là trạng thái của nó. Rồi phận sự của cái sắc vật thực này đó, thì phận sự là làm cho sắc được phát triển tồn tại. Tức là cái sắc vật thực này nó làm cho những cái sắc pháp được phát triển, được tồn tại, được tươi mát, được tốt đẹp. Thì phận sự là làm cho sắc được phát triển, tồn tại. Rồi, sự thành tựu nuôi dưỡng sắc quẩn. Nuôi dưỡng sắc quẩn. Và sự thành tựu đó là nuôi dưỡng được cái sắc quẩn. À đúng rồi, sư Thanh Tông. À, có bà đó, bà thánh tam quả đó, bà nó mấy sư sợ lắm. Nghĩ gì bà biết rồi chết luôn. Thì tôi gặp bà đó mà đó. Mà nhân cần thiết, vật thực thích hợp. À, nhân cần thiết và vật thực thích hợp. Rồi, đó là những cái nhân cần thiết đó, là phải có cái vật thực thích hợp để nó làm mới phát triển được cái những sắc quẩn được ha. Rồi, đó là xong mặt số 6 và tới số 7 là sắc hư không. 7 là sắc hư không. Học cái này nó nghĩ nha. Sắc hư không, tới hư không mà. Nghĩ. Akasarubha. Hay không thì có chút xíu thôi. Đã mất rồi. Sắc hư không, ca sắc rù bát. Chỗ nào mà không thể đụng, rờ, chạm, cái đó là sắc hư không. Chỗ nào mà không thể đụng rờ chạm, cái đó là sắc hư không. Rồi, xuống dòng. Có bốn cách phân loại. Có bốn cách phân loại. Một, hư không vũ trụ. Hư không vũ trụ, tức là hư không á, mình thấy mình nhìn thấy là hư không bao trùm á, là hư không vũ trụ. Hai là khoảng trống như lỗ mũi, lỗ tai, miệng, hang, hố, vân 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 ha. Mũi, lỗ tai, miệng, hang, hố, là khoảng trống. Ba là đề mục thiền về hư không. Đề mục thiền về hư không. Đề mục thiền về hư không. Bạn chấp tính ha. Và đề mục thiền về hư không. Không có biên á. Không có biên xứ. Đề mục thiền về hư không.
Rồi, số 4. Giao giới hư không. Giao giới hư không. Phải. Giao giới hư không. Phải. Ranh giới giữa các tử sắc. Ranh giới giữa các phần tử sắc. Phải. Trong mỗi bọn sắc, trong mỗi bọn sắc đều phải có ranh giới riêng, đều phải có ranh giới riêng, trong mỗi bọn sắc đều phải có ranh giới riêng. Để tách biệt rõ từng loại sắc, để tách biệt rõ từng loại sắc. Thì rõ tôi nói sắc phải nha. Khoảng giữa hai sắc, khoảng giữa hai sắc gọi là sắc giao giới. Khoảng giữa hai sắc là sắc giao giới. Rồi, thì như vậy là trong cái hư không người ta phân ra cho mình đi bốn cấp phân loại vậy. Hư không vũ trụ, tức là cái khoảng không trống của vũ trụ ha. Rồi cái hư không là trong như cái lỗ mũi mình có khoảng không, lỗ tai khoảng không đó, thì cái đó, hoặc là cái miệng hang hố là nó có khoảng không đó. Thì cái đó là coi như là khoảng trống hư không, hoặc là đề mục hư không, không vô biên xứ, luyện không vô biên xứ đó. Rồi cái ranh giới hư không nè, hoặc là sắc giao giới này nè, thì đây mà là bắt đầu chúng ta học cái này chính là cái sắc giao giới này đó. Tức là hai cái sắc chân phân chân đế là hai cái sắc thực tính đó. Đó là một bọn sắc thực tính và một bọn sắc á, tức là một cái bọn sắc pháp sanh lên. Nó có tám sắc bất ly, thì nói về tám sắc bất ly đi, là một bọn sắc sanh lên vậy. Thì trong tám sắc bất ly này nó đều có những cái ranh giới đó, đều có cái khoảng không, khoảng cách giữa hai cái sắc đó, nó để nó mới vận chuyển được, nó mới chuyển động được. Thì cái hư không này nó chính là cái sắc giao giới giữa các bọn sắc với nhau, để tách biệt ra từng loại những cái sắc pháp với nhau. Thì đó gọi là sắc hư không. Còn cái hư không tục đế mình đó, mình gọi là trong cái tục đế là phần hư không là cái đó là tục đế. Nói lên chẳng hạn như giờ mình dòm cái giếng nó có khoảng không, mình kêu là cái giếng. Mình đặt cái đó là cái giếng. Hoặc là cái hố, hoặc là cái hang, hoặc là cái hầm đó, thì đó mình đặt ra thành một cái tên để mình nói lên những cái hư không đó. Thì cái đó được xếp qua bình tục đế là do có đặt vô những cái từ ngữ đó để nói tục đế. Còn mà cái sắc pháp mà chân đế này đó là nó nằm, nó thật sự nó cũng là phi thực tính đó nha, có vậy chứ không phải thực tính pháp đâu. Nó thuộc về nhóm phi thực tính nhưng mà được xếp vào trong thực tính pháp, bởi vì nó là ranh giới giữa bọn sắc. Tức là nguyên bọn sắc sanh lên thì nó là ranh giới phân ra những cái sắc pháp nó được. Ví dụ như là đất, nước, lửa, gió thì nó cũng phải có những cái khoảng ranh giới nó để nó mới chuyển động được. Thì cái mình học về mình bên mà vật lý mình thấy về những cái chuyển động của electron này kia, rồi proton cái nó chạy xung quanh, thì điện tử nó quay xung quanh rồi đó, mấy cái đó thì cũng phải có cái khoảng không để nó mới chuyển động được. Dù cho nó một nguyên tử cực nhỏ nữa, vi nguyên tử phải có khoảng không nó mới chuyển động được. Thì chính cái khoảng không đó gọi là sắc giao giới, gọi là sắc hư không này. Cho nên mình biết phân biệt rõ cái hư không này khác, mà cái hư không cái tục đế là nó khác. Tục đế là mình chỉ đặt cho tên này, mình nói khi mình nói về cái giếng là mình biết rồi. Cái giếng là mình biết là có cái lỗi cái giếng, hoặc là mình nói cái giống như là cái chỗ của con dế nó chui vào đó, cái là hang dế, mình kêu là hang dế, thì mình thấy con dế chui vào thì mình biết nó là hang dế. Thì đó là như vậy. Rồi, tứ ý nghĩa, hai chấm.
khoảng không giữa hai bản sắc, khoảng không giữa hai bản sắc, đó là cái trạng thái đó, khoảng không giữa hai bản sắc rõ ràng ha, cho chúng ta thấy rõ ràng khoảng không, sự tách ra hai bản sắc. Phận sự làm riêng biệt, phận sự làm riêng biệt rõ rệt, phận sự là làm riêng biệt rõ rệt từng bản sắc, phận sự làm riêng biệt rõ rệt từng bản sắc. Rồi sự thành tựu phân chia bản sắc, thành tựu nó là phân chia được bản sắc. Nhân cần thiết có khoảng cách của sắc, nhân cần thiết có khoảng cách của sắc, thì chúng ta thấy là cái vật chất trên thế giới này nó có cái đặc biệt ha, rất là độc đáo. Nếu mà không có cái này thì nó không thể tồn tại được, đó là phải có cái khoảng cách, khoảng cách nó mới chuyển động, nó mới tạo thành cái vận chuyển được cái vũ trụ, nó mới là xoay chuyển được ha, chứ không thôi là nó không thể tồn tại được. Bọn sắc là ví dụ như là một chùm, một nhóm, một khối, ví dụ như giờ mà thần kinh nhãn là bọn thần kinh nhãn, và nó gồm có 10 sắc, là 8 sắc bất ly, cộng sắc mạng quyền, sắc thần kinh nhãn, là kia là một bọn, là bọn thập pháp, bọn 10 sắc thì kia là một bọn, nó gọn ha. Thì thật sự mua gom lượng bọn là nó có chút xíu ha. Một bọn này rất là không phải như mình thấy. Ví dụ như cái hệ thần kinh nhãn mình nó chút xíu ha, mà trong đó nó đã có 10 sắc nó bắt đầu sanh chung và nó suy chuyển được đó. Thì đây người ta nói là từng bọn cho mình thấy dễ hiểu, thực sự mà trong một bọn nó đã có 10 sắc, mà 10 sắc đó, nó cũng vận chuyển trong đó, nó cũng suy chuyển, nó cũng xen vòng, nó cũng có chuyển động đó, do nhờ có cái khoảng không, chứ nếu không có nó kẹt, nó sắc pháp mà không có khoảng không nó kẹt cứng, nó kẹt thì nó không vận chuyển được, nó không chuyển động được, nó như tiêu. Cho nên như vậy mới học với cái sắc mà học về nhóm pháp đó, mình gọi là bọn, một nhóm, một bọn, thì không biết mấy ngày ngày tịnh sự kêu bọn, nhưng mà chúng tôi thì sau này chúng tôi đổi là dùng cái chữ là nhóm, một group một nhóm, thì mình dùng chữ bọn nghe nó giống như là băng đảng bọn này bọn kia, rồi đó là vấn đề như vậy. Rồi mới học tiếp thêm những cái phần khối, như khối rồi nhóm này kia, rồi tạo thành sắc, rồi sắc sanh khởi do nghiệp, do này kia đủ thứ gì. Rồi hôm nay chúng ta học tới đây ha. Rồi, Nguyên Trang sốc ruột, Nguyên Trang muốn nhân này. Rồi do phương pháp chúng ta học vì pháp hôm nay, nguyện cho tất cả lượng được năm pháp sắc lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có thành tựu cho xin trí tuệ, thành tựu chánh trí, đồng về nhà cả thái. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Rồi mời MC. Sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh Milanda để dạy cho chúng con bài học. Nó cũng rất là khó thưa thầy, mà nó hay. Thôi ráng về nhà nhai tới nhai luôn nha quý vị. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Phavatusapa mangalang radhang tusapa devata sapa buddha nufa vena sada soti favantu te. Phavatusapa mangalang radhang tusapa devata sapa dhamma nufa vena sada soti favantu te. Phavatu sapa mangalang radhang tusapa devata sapa sankha nufa vena sada soti.
Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và Nguyên Như xin mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà sanh ti quy hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu bù chi ta so thình ca ron tê tha quy hà ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha isa ra samba na phu ta sukita fa wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha anda sam fa wa san se da cha tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tinh cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc rô. Qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri nô gút. Thinh sam ba bù này ya ma thầm ma ri yam ba quê. Đi tê. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin chư vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ hai của Mỹ và cũng là sáng thứ ba ở Việt Nam. Chúng ta lại được học tiếp tục về 37 phẩm trợ đạo của Sư Pháp Thanh đang giảng dạy. Bữa sau là đến ngày thứ ba. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.